Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic và em là Ngọc Trương. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho bác một cái mẫu phiên bản đến từ nhà Oren. Và đây là phiên bản Oren Star. Các bác nào quan tâm các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho bác một mẫu Oren Star này. Và phiên bản này là một trong những phiên bản mà em cảm thấy nó khá là đẹp. Và nó là một trong những phiên bản mà cái màu mặt của nó em nói rằng là nó không quá hiếm. Nhưng mà em cực kỳ thích sở hữu những cái con sản phẩm như này. Đấy, con này thì nó sẽ đầy đủ hộp sổ các bác nhé. Cho nên là các bác cứ yên tâm mà chơi về những cái con sản phẩm như này. Bên em thì có nhiều con em hầu như nhá, hầu như đều là hàng hàng new hết, chứ ít khi hàng lướt lắm các bạn. Tại vì đối với em hàng lướt thì nó cũng rẻ thật đấy, nhưng mà mình không phải là một bên quá lớn. Đấy, để có thể thâu lại những cho các bác hoặc là các anh em những con hàng của các anh em, cho nên là cũng hơi khó, nên các bác lưu ý ha. Đây, con này đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với cái mẫu thiết kế và tên gọi của con này, đó chính là Oren Star Joker mặt hê. Phiên bản này là một phiên bản các bác, nếu như mà các bác là chưa biết vì sao tên gọi của nó xuất phát từ như thế nào thì các bác có thể thấy ở trên cái khuôn mặt, trên cái mặt của cái con đồng hồ này thì nó sẽ có các điểm nhấn như là hở tim này, đấy, hở máy lộ cơ, và nó sẽ có một cái viền ở dưới như thế này để nó giống như là một cái miệng này. Đó, hai cái mắt và cái phiên bản này giống như là một phiên bản mặt hề, cho nên là người ta sẽ có một cái tên gọi là Joker mặt hề các bác nhé. Phiên bản này thì các bác sẽ có một cái máy Epson, một cái version 2. Version 2 ở đây chính là máy tích con này đến 50 giờ các bác nhá. Đây thì các bác sẽ có thể thấy con này thì nó sẽ thiết kế 4 kim. Hai kim chính của nó nằm ở giữa này, đó là kim giờ và kim phút. Còn kim giây của nó sẽ được thiết kế ở một cái hướng 6 giờ. Đấy, kim giây. Đó, và kim báo tích con năng lượng 50 giờ nó nằm ở hướng 12 giờ. Và các kim cọc giờ này thì nó được mạ vàng PVD, màu vàng rogol các bác nhé. Con này thì nó sẽ có dạ quang ở các kim cọc giờ, các chấm đầu ở kim cọc giờ các bác ha. Đó, và kim giờ và kim phút nó cũng có dạ quang. Đây cho các bác xem qua này. Đấy, cũng có thể thấy cái dạ quang ha. Đó. Đây để em xoay kỹ hơn cho các bác một tí. Đây. Đó, dạ quang của nó ha, nó không quá sáng đâu, nhưng mà nó, nếu mà các bác ở trong bóng tối hẳn ấy thì nó cũng đủ để cho bác có thể xem giờ. Con này thì các kim cọc giờ của nó được thiết kế với kim cọc giờ nổi ha, nổi và bắt sáng cực kỳ tốt này. Con này thì nó sẽ có số giờ là mã hướng 12 giờ, cũng được mạ vàng hồng rogol đó, và các kim cọc giờ và kim phút của nó được thiết kế hình lưỡi kiếm ha, lưỡi kiếm vắt nhọn. Con này thì nó sẽ có một cái màu mặt, đây, cái màu đặc biệt. Cái màu này nó không phải gọi là màu đặc biệt, nhưng mà cái màu này là một trong những cái màu mà em cảm thấy rằng là nó cực kỳ thích. Khi mà mới về hàng ấy, em bỏ trong kho ấy, thì hôm qua em mới về hàng thì em bỏ trong kho, thì em về nhà, sau đấy sáng nay em lên em làm video ấy, em gửi đến cho các bác con này này. Em làm đồng hồ, em tính nhặt vài con ra thì em lại cực kỳ là thích cái con này, em nhớ mãi cái con này, cái màu mặt này, và em phải lấy ra review cho các bác luôn về cái màu mặt này. Thì cái màu mặt này em cực kỳ thích luôn. Cái màu này là màu xám, và màu xám này thì người ta gọi là, nhiều các bác gọi là màu xám khói. Con này thì nó sẽ có logo Oren của nhà Oren Star ha, đó, ở hướng góc 3 giờ, và con này nó màu xám khói chảy tia cực kỳ đẹp. Các bác có thể thấy một con Joker mặt hề màu xám như này thì nó quá tuyệt vời về cái màu mặt thiết kế như này. Đấy, riêng về cái con này thì các bác có thể ví dụ như các bác mà đeo lên tay ấy, em không biết rằng là các bác như thế nào, nhưng mà đối với bản thân em thì em cực kỳ thích những cái dòng Oren Joker mặt hề này. Đây, đây để em đeo lên tay cho các bác này. Đấy, phiên bản màu mặt này các bác nhìn là mê ngay. Đấy, tại vì nó không phải là màu những cái màu sáng hẳn đâu, mà nó màu xám lông, giống như màu xám lông chuột ấy, cho nên là nó cực kỳ là thích đối với bản thân em nhé. Da của em hơi trắng một chút, đeo những con này em cực kỳ thích luôn.
Đấy, còn các bác nào da ngăm 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 cũng chẳng sao cả. Màu mặt này là một cái màu mặt mà em cảm thấy là các bác chỉ cần nick thôi là các bác nick được, tại vì nó rất là đẹp về cái màu mặt này ha. Em có cả phiên bản màu mặt xanh dương nữa, nhưng mà màu mặt xanh dương em chưa lên em, tại vì em không phải em không thích xanh dương, mà là vì riêng về cái màu xanh dương thì em cũng có nhìn nhiều rồi, cho nên là em rất là thích màu xám này, nên là em review màu xám này cho bác luôn, chứ em có cả màu mặt xanh dương nữa. Đấy, con này thì để em đo kích thước size tay cho các bác ha. Con này thì chu vi mặt kính, đường kính của con này thì nó rơi vào 40.5 các bác nhá. 40.5 này. Đấy, 40.5 cho một cái con phiên bản Orange Star góc cơ mặt hề 40.5.6 ấy. Đấy thì phù hợp với các bác nào cổ tay 16 trở lên các bác ha. Đây thì tay cổ tay 16 trở lên thì đeo cực kỳ đẹp rồi. Đấy, con này thì nó sẽ có mã hiệu của nó ở đây, đó chính là REAV0004N. Và con này thì nó thiết kế có một cái núm chỉnh ở góc 3 giờ các bác nhá, và có dập logo thương hiệu của nhà Oren. Con này thì đặc biệt nó sẽ có lên có tay và nó sẽ có kim báo dự trữ năng lượng đây. Đây nó đang lên đây các bác có thể thấy không ạ? Đó, nó đang lên đấy. Con này thì chỉnh nó cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần nhấc ra một nấc thôi là các bác có thể chỉnh được rồi. Riêng về những cái dòng Oren này thì Oren Star Joker mặt hề thì các bác cũng 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 biết là nó đẹp đến mức nào. Con này thì nó sẽ có cả chức năng lên có tay này, bác đợi em tí nhá. Đây, chức năng lên có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ nữa đó. Con này thì nó sẽ làm với màu thép nguyên bản đó, màu thép nguyên bản của 316L. Nó được phay xước này. Con này thì nó là một trong những dây thép đúc đặc và sợi ba sợi chỉ phay xước và hai sợi chỉ phay bóng các bác nhé. Con này thì nó sẽ có một cái khóa gập đến từ nhà Oren Star đó. Con này thì nó đẹp rồi, màu mặt nó cực kỳ đẹp rồi, nó không quá hiếm, màu mặt nó không quá hiếm, nhưng mà để mà nói về những cái con Oren Star mà mặt màu xám này thì em ưng, em phải nói cực kỳ ưng luôn. Các bác nào có sở thích giống em không ạ? Đó, sở thích của các bác ạ. Có phải là những con màu mặt như thế này không ạ? Đây, con này thì nó sẽ có thông tin là con này mang một cỗ máy đầu caliber F6, F4 các bác nhé. Con này thì nó sẽ có, các bác có thể thấy cái búa văng của nó này. Đó, Oren Star Japan ha. Phiên bản này thì là một trong những phiên bản Japan Nhật nội địa ha. Đó, Made in Japan. Đây, Water System 13 Stainless Steel. Đấy, Epson. Đó, Made in Japan các bác nhá. Phiên bản này thì nó cực kỳ đẹp rồi. Đấy, một cỗ máy cực kỳ là tốt trong cái khúc giá phân giá. Con này thì hiện tại bên em đang bán mức giá của nó là 9 triệu 700 nghìn đồng các bác nhá. Riêng cái màu mặt này nhá là nó đã đẹp rồi, mà em còn để cho các bác mức giá nó hợp lý như thế thì các bác cũng nên cân nhắc. Tại vì em để giá này quá tốt, 9 triệu 7 cho một con Joker mặt hề, các bác có thể xem ở các kênh tham khảo khác. Đấy là em đã bán giá cực kỳ rẻ rồi, tại vì em săn được hàng rẻ thì em bán giá rẻ thôi, chả có vấn đề gì cả. Đấy cho nên là các bác cũng biết rồi, nếu như bác xem video của em thì kênh nào con nào em cũng lên là rẻ, rẻ hơn thị trường, rẻ hơn các bác khác. Không phải, em xin lỗi nhá, em rẻ hơn những, nói chung là rẻ hơn thị trường. Đấy, em nói chung như thế là rẻ hơn thị trường luôn cho các bác đó, để các bác có thể săn săn đón hoặc là các bác có thể chơi. Đấy, em nói như thế luôn để các bác có thể biết. Đó, em thì bán chỉ bán hàng chính hãng thôi, bên em thì cam kết chính hãng 100%. Bên em thì bảo hành cho các bác là 2 năm, 1 năm miễn phí hoàn toàn về máy, bất cứ về lỗi máy gì thì các bác cứ đưa ra gửi ra cho em để em bảo hành miễn phí cho các bác 1 năm đầu tiên, còn năm thứ hai thì em sẽ hỗ trợ 50 phí 50% chi phí cho bác ha. Đó, các bác nào quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em, 9 triệu 7 cho một con Joker mặt hề. Chưa bao giờ là rẻ như thế này. 9 triệu 7 rồi. Đấy, em bán 9 triệu 7 không fit nhá. Cái này là em nói chuẩn, các bác có thể đi tham khảo bất cứ ở đâu. Đấy, nhiều bác giống như là có cái sự ganh ghét em hay sao ấy, em cũng không biết, thì phải có người ghét, phải có người người thương chứ. Đấy, cho nên là ai quý mình thì em thật sự rất quý các bác.
Đó, còn những ai mà không để mắt em hoặc là nói chung là kiểu buông lời cay đắng thì thôi, em cũng say bye, em cũng không không có hứng thú với các bác đấy. Tại vì đã ghét mình rồi thì những cái mà ghét để mà giảm giá thì em không bao giờ em giảm giá rồi đấy, kể cả các bác thương thì em cũng không giảm giá được đấy, tại vì giá của nó là giá em bán là em bán đúng biên độ lãi đấy, và giá của em là giá cực kỳ tốt rồi đấy, cho nên là các bác cũng phải lưu ý về những cái phiên bản như thế này đấy. Ngày hôm nay em gửi đến cho bác một con Orange Star Automatic do cơ mặt hề, các bác nào quan tâm các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều đó. Và con này thì xe mặt của nó là 40 chấm chấm 6, cổ tay các bác nào trên 16 các bác đeo ok nhá. Đấy, đeo cực kỳ hợp luôn. Đó. Thì các bác nào xem video của em thì các bác đừng tiếc cho em xin một lượt like nhá, một lượt đăng ký kênh. Nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những con đồng hồ mới nhất từ bên em nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.